đã từ lâu, những kiểu tóc của các ngôi sao bóng đá luôn là đề tài được người hâm mộ bàn tán. Có những kiểu tóc màu mè như Paul Pogba, cũng có những kiểu đầu undercut như quê ông của Olivier Giroud. Nhưng vẫn còn một kiểu tóc siêu đặc biệt nữa, đó là kiểu tóc man bun, hay còn được các cổ động viên Việt Nam gọi đó là tóc ngầm. Đó là kiểu tóc để dài rồi buộc hay búi gọn gàng trên phần đỉnh đầu. Nó được người hâm mộ đồn đoán là kiểu tóc rất tâm linh với các cầu thủ. Tất nhiên một bộ tóc thì chẳng liên quan gì đến phong độ trên sân. Nhưng cứ hễ ai để kiểu tóc này thì sẽ có dự cảm không lành hay sẽ là một quả bom xịt. Sau đây hãy cùng cảm sâu đến với những ngôi sao bóng đá đã chọn kiểu tóc ngành thảm họa. Nicolas Banner. Nhắc đến bóng đá đương đại, không người hâm mộ nào không biết đến B52. Nếu như bạn hỏi ai đó rằng Nicolas Banner là ai, chắc chắn họ sẽ kể cho bạn nghe về chàng tiền đạo không có chuyên môn nhưng lại có những phát ngôn cực kỳ bá đạo, mang lại nỗi ngán ngẩm, chán chường cho các cổ động viên mỗi khi xem màn thi đấu. Hơn thế nữa, đến khi ra sân và có nhiều tình huống tấu hài đến nỗi tiền đạo người Đan Mạch luôn được xem như hình mẫu của sự thảm họa. Họ ví von anh là Lord, nhưng nó mang hàm ý trêu chọc. Và điểm đầu tiên để nhận biết đó là kiểu tóc ngành thương hiệu. Dù trước đây tóc tai của Banner khá gọn gàng, nhưng sau khi chuyển đến Arsenal, anh lại thay đổi kiểu tóc và phong độ cũng đi xuống từ đó. Chưa bao giờ Banner ghi được hơn 10 bàn thắng một mùa, một điều tồi tệ với một tiền đạo. Andy Carroll. Đầu năm 2011, Liverpool đã bán đi tiền đạo số 1 của câu lạc bộ là Fernando Torres. Ngôi sao đã xuống phong độ nhanh chóng trong mùa áo của Chelsea để mua về một tiền đạo trẻ trung đầy mạnh mẽ với mái tóc ngành đặc trưng Andy Carroll. Bất ngờ ở chỗ, lữ đoàn đỏ tặng cho Chelsea một bài hợp đồng hở, để rồi sau đó chính Liverpool cũng lại ăn cú lừa từ Newcastle. Thực tế, Andy Carroll từng tỏa sáng rực rỡ trong mùa áo Newcastle, tuy nhiên anh không tái hiện nó tại Anfield. 35 triệu bảng là số tiền mà Liverpool bỏ ra để chuyên mô tiền đạo người Anh. Thế nhưng Andy Carroll chỉ chơi 58 trận, ghi 11 bàn trước khi bị bán Đức 2 năm sau đó. Loris Karius. Một báo thủ để tóc ngành khác cũng thi đấu cho Liverpool, đó là Loris Karius. Dù thủ môn 29 tuổi chơi rất ổn định, thậm chí là cùng với Liverpool vào đến trận chung kết Champions League 2018. Nhưng cũng tại đây, thủ thành người Đức đã có một màn trình diễn đáng quên. Không chỉ một mà đến hai lần mắc sai lầm, khiến câu lạc bộ để thua tức tử trước Real Madrid. Kết thúc mùa giải, Liverpool lập tức đẩy Karius đi ngay lập tức, chuyển đến Besiktas. Hợp đồng cho mượn có em điều khoản, câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Đức với giá 10 triệu bảng sau 2 năm. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra không theo dự tính. Loris Karius phong độ phập phù nên không thuyết phục được Besiktas. Phía Besiktas quyết định hủy hợp đồng với Karius và bồi thường cho anh 400.000 bảng tiền lương trong 2 tháng để anh quay trở lại Anfield. Hiện tại, Loris Karius cũng vừa vì đội bóng đại gia Newcastle thanh lý hợp đồng. Antoine Griezmann. Trái ngược với hình ảnh tóc tai gọn gàng đầy nam tính tại Atletico Madrid, Antoine Griezmann đến Barcelona với một mái tóc dài, luộm thuộm. Và chỉ khi vào sân thi đấu, tiền đạo này mới cột lên thành quả đầu man bun chính hiệu. Trong màu áo đỏ lam, Antoine Griezmann khiến Barcelona ôm hận khi phải chia ra đến 120 triệu euro. Chơi mờ nhạt bên cạnh Messi và khiến Barcelona lâm vào khủng hoảng. Nhưng thay vì ở lại để chứng minh năng lực, Griezmann lại đòi ra đi và Barca đã lỗ nặng trong thương vụ này. Giờ đây, Griezmann đã quay trở về đội bóng cũ và tất nhiên anh cũng đã bỏ luôn mái đầu đầy tâm linh đó. Gareth Bale. Bale trước đây là một cầu thủ chuộng undercut, nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại để phần chỏng tóc dài ra rồi đẩy cột lên như hiện tại. Từ khi đổi tóc, Gareth Bale cũng đổi vận, từ công thần mang về hàng loạt danh hiệu cho Real Madrid. Tiền đạo người Wales bị Zidane đẩy ải trên các dự bị và không thể tập trung vì bóng đá. Có thời gian Gareth Bale được Real Madrid cho mượn về câu lạc bộ cũ Tottenham Hotspur, nhưng Mourinho vẫn đấu đại với cầu thủ này như cách mà Zidane làm trước đó. Hiện tại Gareth Bale đang chơi tại Mỹ cho Los Angeles. Quyết định sang Mỹ của cầu thủ người Wales khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi Gareth Bale vẫn là một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Giovanni Simeone khoe kiểu tóc mới để ăn mừng sự kiện được đôn lên đội 1 của River Plate. Ngay lập tức, cái gốc con người mới của cầu thủ này lọt vào danh sách thảm họa tóc của làng bóng đá. Thậm chí kiểu tóc của Simeone còn được vinh dự vượt qua nhiều đối thủ khác, trở thành kiểu tóc xấu nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Cầu thủ trẻ chơi cho River Plate khiến người hâm mộ ngán ngẩm khi lựa chọn để kiểu tóc ngành, nhưng lại như một chiến binh samurai. Con trai của Diego Simeone đã sớm nhận ra sai lầm để trở về với kiểu undercut thời thượng như bao đồng nghiệp khác. Đổi tóc không bao lâu, Simeone đã chuyển sang châu Âu chơi bóng và hiện đang là ngôi sao trong mùa áo của câu lạc bộ dẫn đầu Serie A Napoli. David De Gea. Chẳng hiểu vì lý do gì, De Gea lại để tóc ngành,
khi đến sân chơi World Cup 2018. Dù trước đó Carius đã báo hiệu về một mức độ tâm linh khi để kiểu tóc này một tháng trước. Và tất nhiên trong trận đấu ra quân giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, thủ thành 32 tuổi đã mắc sai lầm, dẫn tới trận hòa đáng tiếc. Bàn thắng mở tỷ số xuất hiện sớm ngay sau khi Bồ Đào Nha được hưởng một quả phạt đền. Ronaldo là người thực hiện quả đá phạt, nhưng mọi lần anh đã thành công. 40 phút sau, Ronaldo một lần nữa đánh bại David De Gea bằng một cú sút sệt. Bóng đập vào tay của thủ môn người Tây Ban Nha trước khi đi vào lưới. Chưa hết, Ronaldo tiếp tục khiến thủ môn đang khoác áo Man United trở thành trò hề khi ghi thêm một bàn thắng tuyệt đẹp nữa vào cuối trận. Mặc dù có phong độ rất tốt tại câu lạc bộ, nhưng nhiều cổ động viên cảm thấy khó hiểu khi De Gea mắc những sai lầm không đáng có khi lên tuyển. Nhiều người đùa rằng sai lầm của De Gea xuất phát từ việc anh để kiểu tóc búi giống với Carius. World Cup 2018 khép lại, De Gea nhanh chóng đổi tóc, nhưng anh vẫn không được triệu tập lên tuyển với vai trò thủ môn số 1. Alex Telles. Telles nổi lên như một hậu vệ cánh trái trong mùa áo của Porto. Hậu vệ người Brazil chơi hay tại giải quốc nội và cả Champions League. Nhưng vài tháng trước khi chuyển sang Man United, Alex Telles lại nuôi tóc dài ra rồi cột búi, và sau đó là những tháng ngày đáng quên. Đến Old Trafford, Telles không thể hiện được gì nhiều. Phần lớn thời gian anh phải làm bạn với cái dự bị. Hiện tại, hậu vệ này đã không còn để kiểu tóc đó nữa, mà hiện đang chơi rất ổn định tại Serbia theo bản hợp đồng cho mượn. Calvin Phillips. Trước đây tại Leeds United, Calvin Phillips là cầu thủ rất cá tính với kiểu đầu dreadlock thời thượng. Tìm về người Anh thì đấu xuất sắc và được Man City mang về. Nhưng tại Etihad, Phillips lại đổ kiểu tóc cột lên và vẫn đang bắt đầu xâm chiếm sự nghiệp của anh. Chấn thương Phillips liên tục tái phát đến nỗi ngoài hàng Anh đã đi được nửa đoạn đường, mà tổng số phút thi đấu của tiền vệ này chưa quy ra thời gian bằng một trận đấu. Thậm chí có tin đồn anh tăng cân quá nhanh trong quá trình điều trị chấn thương, khiến cho Pep phải lên tiếng thanh minh. Đã sang năm mới, Calvin Phillips có mong muốn để kiểu tóc mới hay không, khi mà anh vẫn chưa cảm nhận được mức độ tâm linh do tóc ngành mang lại. Darwin Núñez. Cái tên cuối cùng được người hâm mộ nhắc đến là trường hợp khiến cho các cổ động viên Liverpool phải thở dài ngao ngán. Jurgen Klopp nói Darwin Núñez giống Lewandowski, nhưng các cổ động viên thì lại bảo anh giống Andy Carroll hơn. Nguyên nhân thì ai cũng rõ, tiền đạo người Uruguay có chiều cao tương đồng với Carroll 1m87, lẫn một mái tóc búi ngành. Dù được trời phú cho một kỹ năng chạy bóng thượng hạng, từ tốc độ, khả năng ban bật, tranh chấp, Núñez đều thực hiện nó ở mức hoàn hảo. Nhưng đến khâu đỡ bước một và dứt điểm, một tiền đạo ở học viện nhiều khi còn làm tốt hơn. Nhiều pha bóng Núñez xuất ra ngoài còn khó hơn đi vào khung thành. Nhiều cổ động viên Liverpool cho rằng việc Núñez đổi sang tóc ngành khi chuyển đến Liverpool là nguyên nhân cho sự đen đuổi bám theo anh. Mái tóc trước đây của Núñez tại Benfica vẫn dài, nhưng anh thường cài tóc lên trông rất dũng mãnh như bậc tiền bối Edinson Cavani. Thật khó có thể tin, một tiền đạo ngay mùa trước ghi đến 34 bàn sau 39 trận đấu, mà giờ đây Liverpool trải qua nửa mùa giải mà Núñez còn chưa ghi nổi 10 bàn. Không biết đến bao giờ Núñez mới tìm được phong độ khi xưa, hay ít nhất là anh không thử đổi bộ tóc của mình xem sao. Tất nhiên Ibrahimovic, Haaland vẫn là những trường hợp ngoại lệ so với Núñez, Carius hay Carroll. Nhưng phần đông các ngôi sao khi để mái tóc này đều đi xuống phong độ nhanh chóng. Dù sau đó họ có đổi lại tóc như thế nào, nhưng hình ảnh của cầu thủ đó với mái tóc nhằn vẫn cứ như một giai thoại, một vở bi kịch khiến bao người một khi đã nhớ và biết về nó sẽ chẳng thể nào quên được.